Tào Minh Quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề dân chiến đấu không ngại mình vì nước hy sinh, cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Tào Minh Quân dân đang chờ ngày vui nó ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Tào Minh Quân xây cơ đồ hồn thiên sông núi, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đây là đài truyền hình Công lý Việt Nam. Việt Nam ơi giống hùng thiêng ngàn năm lưu danh sử sách, mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi, để mai sau con cháu cùng hoàn ca đất nước thanh bình rừng rỡ gấm hoa. Đình lý trần lễ ơi nguyện xin khắc ghi đời đời, xương máu trân trọng kính mời Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Bắt đầu. Đại quân, nhập. Cho tới. Vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đài truyền hình Công lý Việt Nam xin trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý khán thính giả, quý đồng bào, đồng hương trong và ngoài nước, các quý đồng nhiệm đang xem và lắng nghe buổi phát sóng của Đài truyền hình Công lý Việt Nam hôm nay. Trước khi vào chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn chúng ta dành một phút để dâng lời cầu nguyện cho quê hương Việt Nam. Việt Nam Cộng hòa, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, CA 92814. Lời cầu nguyện. Chúng tôi, đại biểu Ngọc Nguyễn, trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước, thành kính trang nghiêm dâng lời cầu nguyện. Lạy Đấng Tối Cao, Thượng Đế, Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu. Mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Ngương Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng như gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện chấm dứt. Kính mời Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và quý vị theo dõi chương trình của truyền thông Công lý. Trân trọng. Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiêng sông núi, chư anh linh, tiền nhân, liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước, đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh, xin phù trì con cháu Việt Nam là hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản được siêu thoát vào cõi phúc. Phút mặc niệm bắt đầu. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh, đứng dậy nay tuyên cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liên, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Giang sơn biến, toàn dân tham chiến, đồng một lòng lửa tiến kiêu hùng, đập tan xâm lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắm mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh.
vang danh xa gần. Vì tổ quốc vong thân đáng trọng, xác thịt tan danh sống dân thờ. Voi hùng chết để cặp ngà, hồn thiêng xa bay nhưng da vẫn còn. Lòng tưởng kính hương hồn liệt sĩ, lặng cúi đầu quyết sẽ noi gương. Muôn người dâng nén tâm hương, cầu hồn siêu thoát hằng thương giống. Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình của Đài Truyền hình Công lý Việt Nam thuộc Bộ Truyền thông Công lý của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình gồm những nội dung chính sau đây. Chương trình của Đài Truyền hình Công lý Việt Nam hôm nay. Ôi trùng khơi rừng rừng cồn sóng, núi rừng ơi hợp tấu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung nhịp thở, ngày trong mơ, ngày sông núi đợi chờ.
khắp địa cầu. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, Cali 92814. Ngày tàn của Cộng sản, ngày 20 tháng 1 năm 2022. Khí thế mạnh mẽ ủng hộ và hậu thuẫn Tổng thống Đào Minh Quân làm Hoàng đế Việt Nam càng ngày càng dâng cao. Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của giới Hollywood, ngay cả những Pháp Kiều cũng công nhận chỉ có Đức Quốc Công là cứu tinh của Việt Nam mà thôi, và còn gửi thư trưng cầu dân ý xin làm công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Về phía đồng nhiệm, chúng ta cũng đã nhận được sự ủng hộ tích cực của tất cả mọi người với việc hoàn thành dàn solar điện năng mặt trời tại tụ nghĩa đường của các giới chức sau đây: Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Trí, Đại tá Đỗ Đức Thình, Đại tá Tô Văn Đức, Đại tá Nguyễn Vĩnh Phúc và Thiếu tá Lê Hoàng Phước. Kể cả việc nghiên cứu thư thỉnh nguyện, hoàng bào, ấn tín, đến việc đóng góp tài chính cho ngày đại hội lớn 30 tháng 4 năm 2022, mọi người đều nô nức góp công. Ngoài số ngân khoản gửi cho ban tổ chức chưa có báo cáo chính thức, văn phòng thường trực đã nhận được thêm những ngân khoản sau đây: 1 triệu US của đại biểu Nguyễn Thị Cúc, 5 triệu US của chuẩn tướng Tâm My Huỳnh, 100.000 US của The Samuel Morris Revocable Trust, 5 triệu US của đại biểu Nguyễn Nam và 300 US của bà Nguyễn Thị Ninh. Chúng tôi xin ghi nhận tâm đức của mọi thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, đang tận tụy, hy sinh, tâm huyết và tài chánh để phục vụ Tổ quốc và đồng bào. Nhưng ngược lại, thử nhìn xuống bọn đầu sỏ gian tham Cộng sản Việt Nam và con cháu của chúng nó như thế nào. Ngoài những tin tức láo cá do bọn truyền thông mất lương tung hứng, những đe dọa của bọn công an, con loại sâu dân, mọt nước như lũ con cháu Việt Cộng đang đục khoét quê hương ta tan nát ra sao. Trong khi dân ta thiếu ăn, thiếu học, phải ngủ bờ, ngủ bụi, lê lết đầu đường, xó chợ, thì chỉ một tên con rể của Nguyễn Xuân Phúc như Vũ Chí Hùng, chồng của Nguyễn Thị Xuân Trang, chỉ sau hơn chục năm làm rể, đã đục khoét ra sao. Ngoài khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng, một mình y đã có trên vài chục căn hộ của chìm, của nổi, chứng khoán vô số. Trong bản tự kê khai tài sản của Vũ Chí Hùng trước khi rời khỏi công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam để về giữ chức phó vụ quản lý thuế các doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế Bộ Tài chính năm 2014, thì y có ít nhất là 5 căn nhà và 2 mảnh đất tại quận 2 và quận 9, nay là thành phố Thủ Đức, gồm có một căn hộ rộng 260m² tại khu căn hộ cao cấp 5 sao City Garden số 59 Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, Sài Gòn. 2. Căn hộ rộng 180m² tại khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 3. Căn hộ rộng 127m² tại khu căn hộ cao cấp Bắc Sơn số 126 Hùng Vương, quận 5, Sài Gòn. 4. Nhà mặt tiền số 29A Đồng Khởi, quận Nhất, Sài Gòn, thuộc khu kim cương đắt đỏ nhất Sài Gòn. 5. Căn biệt thự rộng 340m² tại số HS04-29, Hoa Sữa Vinhome, Riverside, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.
600 mét vuông đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức. 7. 1.000 mét vuông đất tại quận 9, Thủ Đức. Về tiền mặt, cổ phiếu. 1. Tiền mặt và tiền gửi tại các ngân hàng tín dụng 34,5 tỷ đồng. 2. Cổ phiếu hiện trị giá 129 tỷ đồng. Đó là không kể những căn chung cư chúng kê khai, còn vô số căn nhà đã mua tại ngoại quốc và tiền đô nằm trong nhà băng tại nước ngoài nhiều bao nhiêu. Đồng bào và các bạn trẻ, sinh viên, học sinh tự suy nghĩ xem, trong lúc cộng sản chúng nó rêu rao dân ta là chủ, nhưng có biết bao nhiêu người không nhà, không tiền, không nơi nương thân, phải ăn xin, ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ trong nghĩa địa. Trong lúc bọn Cộng sản Việt Nam nói chúng là đầy tớ của nhân dân, mà chỉ một tên con rể thôi đã có tài sản kết xù như thế, vậy thì bọn đầu sỏ như Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, vân vân và các con cháu của chúng có tiền muôn, bạc triệu bao nhiêu? Bản thân Nguyễn Xuân Phúc và đàn em đã tìm cách đến Hoa Thịnh Đốn, chạy chọt, lân la làm quen với các quan chức Hoa Kỳ và mua chuộc lũ truyền thông bưng bít tin tức của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời như Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Bình Minh, Bùi Thanh Sơn đã làm trong quá khứ. Nhưng lần này, chúng nó đã thất bại vì các cơ quan truyền thông quốc tế đã không những đăng tải tin tức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, mà hai tạp chí mạng quốc tế nổi tiếng từ Hoa Kỳ cho đến Ấn Độ như New York Daily và Erin Reed White đã cùng đăng tải bài Tinh thần Đào Minh Quân. Đúng là khi ánh sáng, công lý, sự thật bừng lên thì sự tối tăm của tà ma, vô đạo cộng sản đương nhiên bị đẩy lùi. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã liên lạc gửi ý kiến đến Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Mời quý vị và các bạn tham gia trưng cầu dân ý bằng cách nhấn vào link dưới đây: www.tcdy.us hay www.cpqgvnltcdy.com, viết tắt của chữ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Trân trọng cảm ơn.
Nam ơi, biết đứng lên, tay cầm tay mới chí anh hùng, chung sức cùng dựng xây quê hương. Việt Nam ơi, cứu quốc ta, sao ngoài đang lấn chiếm sơn hà, tương hoa này còn dân biết đói. Đất nước này trao xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng, sao nỡ để thất thủ xâm lâm, hãy cùng nhau giành lấy cơ đồ. Đất nước này trao xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng, sao nỡ để thất thủ xâm lâm, hãy cùng nhau giành lấy cơ đồ. Bầy công nô cấu kết nhau, đem Việt Nam dâng hiến cho tàu, ôi nước Việt còn chi tương lai. Đồng bào ơi, hãy chiếc tay, lưng và lưng phá đứt xích xiềng, cho nước Việt tự do phú cường. Đệ Tam, Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, Văn phòng Thường trực, Lấy lại Đất Tổ, Không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California, 92814. Đôi dòng cảm nhận về bài thơ Ước mơ của Thi Hào Nam Quán, ngày 21 tháng 1 năm 2022, nhận thấy bài viết này có giá trị văn học, do đó Văn phòng Thường trực, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời yêu cầu các cơ quan truyền thông của chính phủ giúp phổ biến. Một năm vừa đi, một mùa xuân nữa lại đến. Đã bao năm rồi vắng tiếng cười trong thời khắc giao mùa này. Đã bao xuân rồi quê tôi không tiếng pháo. Sao xuân về mà lòng quạnh vắng, mà hồn nao nao, bỗng xa sâu trong tâm tưởng, vọng lên một tiếng sáo buồn. Một bước sơn hà, một bước sâu, một trái tim đau, vạn nẻo sầu. Hiến dân tim ốc, ươm quê mẹ, sẽ trổ ngàn hoa, thắm ngàn sâu. Ước mơ 1999, Nam Quán thi tập. Từ lúc nào, người rời chốn an yên, dấn thân vào gió bụi. Một bước là ngàn trùng xa, là thăm thẳm dịu vợi, là không có lối quay về. Bởi bước ấy là bước sơn hà, mái tóc xanh, túi học trò nhuốm màu khói lửa, khi quê hương ngập tràn bom đạn, tang thương, máu và nước mắt của đồng bào, của người thân, thầy cô, bè bạn, vì chiến tranh mà rơi đổ, lệ hòa trong máu, chẳng còn biết ấy là máu hay là lệ. Trong lửa đạn chiến tranh đã không còn nơi nào thực sự là chốn an yên nữa rồi. Người thiếu niên 16 tuổi năm xưa đã sớm dấn thân vào chiến trường khốc liệt qua ống kính của một phóng viên chiến trường người Mỹ, mà người phụ tá, người chứng kiến hết cái tàn khốc, hiểm ác, tàn bạo và gian trá của cái gọi là cuộc trường kỳ kháng chiến thống nhất đất nước do tên Hồ Chí Minh chủ xướng, đã đưa hàng trăm ngàn người Việt máu đỏ da vàng từ miền Bắc tràn vào giết chóc. Hàng trăm ngàn người dân Việt máu đỏ da vàng vô tội ở miền Nam. Cuộc nội da xáo thịt, đau thấu tâm can. Trái tim người đã biết đau, nỗi đau của đồng bào dân tộc từ buổi ấy. 16 tuổi, cái tuổi mộng mơ, yêu đương,
chưa phải là tuổi tòng quân, nhưng dù phải mượn giấy khai sinh của anh trai, người vẫn quyết dấn thân vào binh nghiệp, mong góp sức trai ngăn chặn cuộc chiến phi nghĩa này. Và người đã ở đó tắm mình trong những trận mưa bom tại Quảng Trị vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, nơi mà người ta có thể ước tính số lượng bom đạn đổ xuống gần bằng số bom đạn của Thế chiến thứ nhất và thứ hai cộng lại. Người đã ở đó, vùng địa đầu giới tuyến, tiền phương phòng thủ của miền Nam, mục tiêu chiếm đóng của miền Bắc. Cổ thành Quảng Trị với những bức tường dày trên 6 mét, nát vụn trong bom đạn, những đơn vị tiền phương quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhận danh tính báo tử của chiến sĩ trước khi nhận danh tính trình diện của họ. Những bộ đội Bắc Cộng bỏ xác trên cổ thành Quảng Trị trong tư thế bị xiềng chân vào cổ pháo hay dao thông hào, hoặc bị đồng đội của họ bỏ lại khi họ bị thương trên chiến trường. Xác đồng bào và xác lính từ hai phía chồng chất lên nhau, không còn phân biệt được, tất cả đều là máu đỏ da vàng, tất cả đều là người Việt Nam. Người đã ở đó là chỉ huy, cũng là một trong 54 chiến sĩ đi không tiếng, về không lời, lập công không ghi công, thác không ghi tên báo tử, là đơn vị hát hổ lừng danh vùng một chiến thuật và biên giới Việt Miên Lào, là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cộng quân những năm ấy, là đơn vị duy nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh miền Nam, bảo tồn được nguyên vẹn lực lượng cho đến khi giải tán, là đơn vị huyền thoại mà người chính là người chỉ huy huyền thoại, nhưng trái tim người đau đớn, oằn oại, nỗi đau của người bị thương, bị giết, nỗi đau của người bị mất người thân, nỗi đau của nạn nhân chiến tranh, rồi đến nỗi đau của một dân tộc bị mất nước khi tháng Tư Đen 1975 xảy ra, nỗi đau của những tù binh bị đày đọa, giết hại trong ngục tù âm u của Cộng sản, nỗi đau của những người dân thường bị cướp nhà, cướp của, bị đày lên rừng sâu, núi xa, nỗi đau của những gia đình chấp nhận ly tán, ly hương, tìm đường vượt biên, vượt biển, nỗi đau của những thuyền nhân bỏ mình trong lòng đại dương sâu thẳm, hay nạn cướp biển kinh hoàng của những phụ nữ bị hãm hiếp đến chết, nỗi đau của hàng trăm ngàn cựu chiến binh phải chịu chấn thương tâm lý lâu dài sau chiến tranh, và nỗi đau của hàng chục triệu đồng bào còn ở lại làm tù nhân, làm nô lệ trong chính ngôi nhà, thửa ruộng, mảnh đất ông cha của mình mang gông cùm từ thể xác đến tâm hồn, không dám mơ có ngày vượt thoát. Nỗi đau ấy biến thành sức mạnh cho người dấn thân thêm một bước sâu hơn, từ bỏ sự nghiệp kinh doanh đang hưng thịnh trên đất Mỹ, bước ra vũ đài chính trị khi chấp nhận làm thủ tướng của một chính phủ lưu vong nơi đất khách, quê người, hứng chịu bú rìu dư luận, đe dọa tính mạng và danh dự, thiệt thân, khổ trí, quyết tâm cứu nước vẫn ngùn ngụt cháy, mà con đường cứu nước thì cứ mịt mờ vô định. Bạn đồng tâm, kẻ bước vào, người bước ra, con thuyền quốc gia cứ lên đên trên sóng cả, một mình người chèo chống, trái tim đau đã ngấm vạn nẻo sầu, rồi một lần nữa, người lại bước thêm một bước bứt phá nữa, từ bỏ tất cả để lui vào sa mạc, không phải ẩn tu để tìm đường giải thoát cho kiếp nhân sinh của mình, mà chính là tìm đường giải cứu cho một dân tộc đang lâm nguy. Đây chính là thời điểm mà bài thơ Ước Mơ ra đời: hiến dân tim ốc ươm quê mẹ. Lời thơ đã nói hết tâm nguyện của người: kiếp nhân sinh được trời ban một trái tim và một khối óc, xem như là đặc quyền của con người. Mỗi người đều dùng đặc quyền đó để thực hiện mục đích sống riêng. Sống là để yêu thương, để chia sẻ, hay để hưởng thụ, hoặc vun bồi hạnh phúc cá nhân, chốn nhân gian, thậm chí để chiêm nghiệm thế tình và tìm đường liễu thoát luân hồi sinh tử, điều hiếm thấy ở con người. Nhưng với người thì khác, mục đích sống của người là để ươm quê mẹ, dù trái tim đã hằn vết đau thương,
dù bước chân đã hằn lên gai góc của vạn nẻo sầu, nhưng chân tánh thiện lành và niềm mong ước được ươm quê mẹ đã thắp sáng hy vọng cho khối óc tinh anh, thần trí minh mẫn được câu thông cùng với Thượng Đế tánh, Phật tánh trong người, tìm ra con đường giải thoát cho quê hương. Đó là cuộc cách mạng tâm trị, con đường tân dân chủ để lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, mang đến con đường hòa bình cho nhân loại. Bài thơ có tựa đề là Ước mơ, gói gọn trong 4 câu 28 chữ mà thi sĩ Nam Quán đã dùng 3 câu đầu để ghi chép một thực tại đau lòng của đất nước và con người Việt Nam, và tâm tình luôn canh cánh niềm thương nước, yêu dân của một chí sĩ người Việt đang sống lưu vong nơi đất khách. Câu cuối cùng vỏn vẹn có 7 chữ lại gói hết niềm ước mơ của người sẽ trổ ngàn hoa, thắm ngàn sao. Khi nghe một bản nhạc buồn hay đọc một bài thơ buồn, lòng người ta cứ chùng xuống. Tuy nhiên, bài thơ Ước mơ của thi sĩ Nam Quán thoạt đầu là một bài thơ buồn, nhưng đã kết lại bằng một lối mở ra cho niềm ước mơ khả dĩ thành hiện thực. Từ xưa, Việt Nam không thiếu hiện tài. Từ xưa, Việt Nam chưa hề thua bại lâu như vậy. Gần 100 năm, thời gian đã quá đủ. Một khi mọi người thức tỉnh, nhận ra vận mệnh của mình sẽ đi về đâu trong kiếp đời nô lệ, họ sẽ đứng lên. Một khi những bậc tinh anh biết tỉnh giấc Nam Kha, quyết tâm tận hiến tim óc để ươm quê mẹ, thì ngàn hoa sẽ nở rộ và tươi thắm mãi đến ngàn sau. Đó chính là niềm mong ước của người. Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân hay thi sĩ Nam Quán, trong suốt sự nghiệp cứu nước của người, niềm mơ ước lớn lao nhất chính là toàn dân tộc cùng đồng lòng nhất trí, đoàn kết dưới một ngọn cờ chính nghĩa quốc gia, đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi, xây dựng cuộc sống an bình, hạnh phúc cho đời đời con cháu về sau. Mỗi lời nói, suy nghĩ hay hành động của người đều đồng nhất, chính trực và minh bạch như cách người sống, kính Chúa, yêu người, thương mọi chúng sinh và hòa hợp với thiên nhiên vạn vật, hằng thuận thiên ý, ghét tà quyền, khinh tà thuyết, quyết tâm xiển dương chính giáo và bảo vệ công lý. Đó là tính cách của người. Do đó, người tuyên bố chủ thuyết tân dân chủ ngay từ đầu đã xem thuyết vô thần cộng sản là tà thuyết, cần phải triệt tiêu để cứu loài người khỏi sự sai khiến của quỷ dữ. Đó là lập trường của người. Tất cả những tính cách, mục tiêu, lập trường ấy tự trung thành tinh thần Đào Minh Quân, là tinh thần của một người Việt Nam chân chính, nhân hậu, hiếu hòa, nhưng bất khuất và hùng anh, không nạp tà thuyết, không dung tà quyền, quyết tâm không cộng sản, là tinh thần nhân loại chân chính trên thờ kính Thượng Đế, dưới đối xử công bằng và nhân ái với muôn loài, cả con người lẫn vạn vật chúng sinh, là chủ nhân, là người quản trị tốt của địa cầu, bảo vệ thiên nhiên và môi trường cho muôn loài được chung sống hòa bình, bền vững đến ngàn sau. Tinh thần Đào Minh Quân ấy chính là tinh hoa có trong mỗi con người Việt Nam. Người từng nói, Việt Nam không phải chỉ có một Đào Minh Quân, mà có tới hàng triệu Đào Minh Quân, giống như 54 chiến sĩ Hắc Hổ năm xưa. Việt Cộng không phải sợ 54 người chiến sĩ ấy, hay sợ ông toán trưởng Trung úy Quân, mà chúng sợ vì không biết ai trong số 54 người ấy là Trung úy Quân. Vì cả 54 người như một, mỗi người là một Trung úy Quân. Ước mơ hay mục tiêu của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống, Tổng tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày nay cũng vậy, mong đánh thức tinh Việt, linh Việt, trí Việt trong mỗi người Việt Nam chúng ta, mong thắp lên tinh thần Đào Minh Quân trong mỗi tâm hồn, để Việt Nam có 100 triệu Đào Minh Quân, thì ước mơ quê mẹ trổ ngàn hoa, thắm ngàn sau sẽ sớm thành hiện thực. Bài thơ chỉ có 4 câu, viết theo thể loại thất ngôn tứ tuyệt, vỏn vẹn 28 chữ, tuân theo quy tắc nghiêm ngặt của thể loại thơ đường luật,
quả là một tuyệt phẩm thơ đường. Nếu đem bài thơ này làm đề tài khảo thí đối thơ, e rằng khó tìm ra bài thơ tâm đắc. Thi sĩ Nam Quán nhã chữ, giao vần một cách tự nhiên, như không cố ý theo quy tắc nào cả. Nhưng mỗi chữ, mỗi câu, mỗi vần, mỗi ý tự nó đi vào vị trí thích hợp của chính nó một cách tinh tế, nhuần nhuyễn đến mức tự nhiên. Âm vần chính cho toàn bài thơ tứ tuyệt này là âm ao cho câu 1, câu 2 và câu 4, mà tự nó đi vào một nghiêm luật cao hơn là trùng cả phụ âm đầu S câu 1, một bước sơn hà, một bước sâu. Câu 2, một cái tim đau, vạn nẻo sầu. Chữ sâu thêm một dấu huyền. Câu 4, sẽ trổ ngàn hoa, thắm ngàn sao. Chữ sâu bỏ một dấu ớ. Chúng ta thấy người dùng cặp số 1, một bước, một trái tim là 11, là lập hai số ngàn, ngàn hoa, ngàn sao. Hữu ý hay vô tình, chúng tôi tự nhận không rành về thuật toán và số học nên không dám bình luận, chỉ nêu một cảm nhận đơn sơ. Một biến ra ngàn, mà chữ ngàn trong thi ca có nghĩa là vô số. Có thể nói rằng mong ước đơn sơ của người chính là từ một Đào Minh Quân sẽ sinh biến ra hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu Đào Minh Quân, thì tương lai đất nước sẽ thịnh vượng trường tồn đến ngàn sau. Có nghĩa là mãi mãi. Đầu năm khai bút, một chút buồn trước thực cảnh quê hương, nhưng tâm tình của chúng tôi cũng đã được thắp sáng lên niềm hy vọng, tin yêu nhờ tuyệt phẩm ước mơ của thi hào Nam Quán. Chân thành kính cảm ơn người, tôi tin vào một ngày mai tươi sáng sẽ thành hiện thực trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Một khi tinh thần người Việt Nam chân chính, tinh thần Đào Minh Quân được bùng lên trong mỗi trái tim người Việt Nam thân yêu của chúng ta đang hiện diện khắp mặt địa cầu. Trân trọng Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, kính thưa Đức Quốc Công, chúng tôi B20168 vừa đọc xong bài viết đôi dòng cảm nhận về bài thơ Ước mơ của thi hào Nam Quán từ Văn phòng Thường trực ngày 21 tháng 1 năm 2022. Kính cảm ơn Đức Quốc Công và quý vị đã lắng nghe và trân trọng. Dạ, cảm ơn đại biểu. Tiếp theo chúng tôi mời quý vị phát biểu cảm nghĩ của quý vị về bài viết này cũng như về bài thơ Ước mơ của thi sĩ Nam Quán. Quý vị bấm số 3, chúng tôi sẽ mời nhé. Sau đây trân trọng kính mời Đức Quốc Công, kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng tất cả quý vị nghe phần phát biểu của quý giới chức, quý đại biểu đồng nhiệm. Trước tiên chúng tôi mời Chuẩn tướng Tammy Nhận Năm. Chúng tôi, Chuẩn tướng Tammy Thấm Huỳnh, trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam và kính chào toàn thể quý vị. Chúng tôi xin được chia sẻ đôi dòng cảm nhận của mình qua bài thơ Ước mơ của thi hào Nam Quán, sáng tác năm 1999, với nội dung bài thơ như sau: một bước sơn hà, một bước sâu, một trái tim đau, vạn nẻo sầu. Hiến dâng tim ốc ươm quê mẹ, sẽ trổ ngàn hoa, thấm ngàn sao. Vừa mới đọc qua bài thơ trên, khi chưa tìm hiểu một cách sâu sắc, nhưng âm hưởng của bài thơ cũng đã làm cho người đọc và người nghe có một cảm giác mơ hồ, như thấy được sự hy sinh gắn bó nào đó của tác giả với quê hương, từ một niềm mơ ước chân thành khiến cho chúng ta rơm rớm lòng. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích từng câu, từng chữ trong bài thơ để thử tìm hiểu thêm về tâm trạng của tác giả và để biết vì sao mà chúng ta đã phải rớm nước mắt khi nghe qua bài thơ này của Đức Quốc Công. Câu đầu tiên, một bước sơn hà, một bước sâu. Hai từ sơn hà cho chúng ta nghĩ ngay tới khẩu khí của một bậc quân vương, một đấng minh quân đang ưu tư vì giang sơn xã tắc. Vì người thường không có ai dùng từ sơn hà cả. Khi nói đến sơn hà, chúng ta thấy ngay liên hệ của sơn hà xã tắc, mà thường chỉ có vua mới nhắc đến sơn hà xã tắc mà thôi. Chúng ta thấy
từ một bước được lặp đi lặp lại hai lần, đó là sự thể hiện của một lời thề ước. Chúng ta thấy một bước sơn hà, một bước sâu. Đây là một bước vì sơn hà, nên bước này nó rất là sâu xa, thiêng liêng và cao cả, mà không sao có thể diễn tả hết được. Và câu thơ này cũng đã làm cho chúng tôi nhớ lại tiểu sử của Đức Quốc Công. Ngài đã từng nói với phu nhân rằng: em hãy để ta đi vào con đường giúp dân cứu nước. Và Đức Quốc Công đã nhận được sự thấu hiểu và đồng cảm của người vợ hiền, nên phu nhân đã giúp cho Đức Quốc Công nhẹ nhàng hơn với một bước đi vô định đó. Vì phu nhân là người chi kỷ nên đã hiểu được ý nguyện của phu quân của mình. Mà cho dù phu nhân có chấp nhận hay không thì Đức Quốc Công cũng quyết định bước đi này. Khi Đức Quốc Công đã nhận trọng nhiệm là thủ tướng, là ngài đã chấp nhận bước một bước rất sâu và rất xa, thâm thẳm, vời vợi, vì không một ai biết được bước đi này sẽ ra sao và kéo dài đến bao lâu. Khi một bước sơn hà dấn thân cho quê hương đang chìm đắm trong bạo tàn đầy tội ác của một chế độ cộng sản ma mị, mà chính Đức Quốc Công cùng những người thân yêu trong gia đình của ngài biết rằng từ ngày đó họ đã trở thành tử thù của một bọn hung nô gian manh ác độc. Họ biết rằng phải đối đầu với cả một tập đoàn cộng sản, không phải chỉ là tại Việt Nam mà đang bao trùm cả nhân loại. Câu thơ "Một bước sơn hà, một bước sâu" là sự hy sinh dấn thân vì đất nước với một lời thề son sắt, và hai từ sơn hà trong bài thơ đã cho chúng ta thấy được đó là một lời ước thệ đầy chính khí, được thoát ra từ cửa miệng của một vị vua quyết lòng hy sinh để bảo vệ sơn hà xã tắc. Thì âm điệu này không còn là câu nói bình thường của một nhà thơ nữa, mà khẩu khí mạnh mẽ, ngắn gọn của bảy chữ này đã trở nên là một lời phán quyết dứt khoát của Đức Quốc Công với ý chí sắt đá đương đầu với họa cộng sản để cứu nguy cho bá tánh. Khi mới đọc qua bài thơ này, có lẽ chúng ta chưa thể lắng động lòng mình để nghĩ đến đây là khẩu khí của một quân vương, vì có lẽ chính Đức Quốc Công khi đó cũng chưa hề nghĩ hay biết được ngài sẽ được muôn dân thỉnh nguyện lên làm vua. Vì lúc đó, ngày 16 tháng 2 năm 1991, ngài nhận trọng nhiệm thủ tướng trong hai dòng lệ nóng là vì lòng yêu nước, thương dân mà đứng ra. Nhưng chính ngài cũng chưa biết phải làm gì và sự dấn thân hy sinh vì tổ quốc đó của ngài sẽ đi về đâu. Nhưng đúng vào thời điểm này, khi Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc nhắc đến bài thơ này, là lúc mà tất cả các đồng nhiệm trong chính phủ, khi tất cả ba quân tướng sĩ và đồng bào chúng ta đang hướng về Đức Quốc Công để thỉnh nguyện ngài lên ngôi hoàng đế với thành tâm mong rút ngắn giai đoạn giải thể chế độ tà quyền cộng sản trên quê hương Việt Nam, và qua quá trình tham gia vào chính phủ, trải qua một thời gian tìm hiểu về tiểu sử của Đức Quốc Công đã giúp cho chúng ta có thêm suy nghĩ sâu xa hơn về câu thơ "Một bước sơn hà, một bước sâu" như một câu nói đã được thoát ra từ một vị quân vương, một vị hoàng đế, chứ không phải là một câu nói của một người bình thường. Và vị vua này quyết một lòng vì sơn hà xã tắc, bảo vệ giang sơn, mong đem đến cho thần dân của ngài sự bình yên và hạnh phúc. Nhưng nguyên do vì đâu mà Đức Quốc Công đã phải chấp nhận một sự dấn thân với sự quyết định hy sinh cho một bước, cho sơn hà mạnh mẽ và quyết liệt đến như vậy? Thì khi đọc đến câu thơ thứ hai, chúng ta cảm thấy được rõ hơn nỗi lòng của tác giả. Một trái tim đau, vạn nẻo sầu, đứng trước sự ngã nghiêng vận mệnh của đất nước sau 30 tháng 4 năm 1975, thì có phải rất là nhiều người đang ôm một nỗi đau, đau vì mất nước, đau vì sự mất người thân và gia đình, đau vì chứng kiến cảnh chia ly chết chóc của đồng bào trên đường vượt biên vượt biển, đau vì chứng kiến cảnh những nhà yêu nước đang bị gom cùm trong lao tù cộng sản, đau vì nhìn thấy thế hệ thanh niên, trai thì đang lao nô tứ xứ, gái thì phải bán thân để nuôi miệng và phụ giúp gia đình, và đau vì nhìn thấy cảnh
bao nhiêu người đồng bào trong quốc nội đang sống lầm lũi, sống tạm, sống bợ với cảnh nghèo đói, lo chạy gạo hàng ngày và đau vì nhìn thấy những cảnh trái tai gai mắt, không còn quốc thể gia phong, không còn luân thường đạo lý bởi cảnh cha đánh con và con giết cha, và sự chém giết nhau bởi hơn thua từng lời ăn, tiếng nói. Nhưng có một ai dám nói lên nỗi đau của mình cho thế giới biết không? Chúng ta đau mà chúng ta không nói thì ai biết mình đau và đau ở đâu, đau ra làm sao? Chính vì đau mà không dám nói, không dám kêu ca và cũng chẳng dám lên tiếng thì ai biết mình đau như thế nào? Và chúng ta thấy có một người dám nói và dám làm, đó chính là Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Chính vì vậy mà trong bài thơ chúng ta thấy chỉ có nói đến một trái tim đau mà thôi. Nhưng trái tim này không phải là nỗi đau của cá nhân của tác giả, mà là nỗi đau của tất cả đồng bào thân yêu mà tác giả đã cảm nhận, đã nhìn thấy được. Và nỗi đau này chính là nỗi đau chung của cả một dân tộc đang bị đắm chìm bởi không ai biết Hồ Chí Minh là một tên thổ phỉ, một gián điệp do Tàu Cộng cài cắm vào nước ta, mà không một ai biết. Và chính đồng bào chúng ta tại hải ngoại khi tranh đấu chống lại việc Cộng sản Việt Nam xin vinh danh Hồ Chí Minh tại UNESCO có lẽ cũng chưa biết y không phải là người Việt Nam, nên cho dù đã gửi đến Liên Hiệp Quốc khoảng một tấn thư chống đối Cộng sản cũng chỉ nêu lên bốn tội trạng của Hồ Chí Minh là ăn cắp văn người khác, hãm hiếp phụ nữ, cướp của, giết người, nhưng đã không thành công. Và sau khi Đức Quốc Công vào cuộc, Hồ Chí Minh bị ngài lật mặt tại Liên Hiệp Quốc là người Tàu, không phải là người Việt Nam, chỉ với một yêu cầu là so sánh dấu vân tay của y và Nguyễn Ái Quốc. Từ đó, cho dù Cộng sản có cố tình bưng bít, mua chuộc với truyền thông Bắc Lương, bưng bít cũng không che giấu được sự thật này. Và nhờ vào sự kiên trì, nhẫn nại mà nay Đức Quốc Công đã giúp cho hàng triệu người thấy được Hồ Chí Minh là người Tàu. Và nỗi đau lớn nhất là đã lầm tưởng gọi Hồ Chí Minh là cha già của dân tộc. Và rồi đây, từ trái tim đau của Đức Quốc Công sẽ là trái tim đau của tất cả mọi người, sẽ lan tỏa khắp nơi, khắp vạn nẻo. Và lúc đó, tất cả mọi người sẽ hướng về một người, sẽ cùng hướng về nhau, cùng quyện vào nhau và kết chặt là một khối vì cùng chung một nỗi đau. Và từ đó, chúng ta sẽ thấy được trái tim đau của Đức Quốc Công cũng là trái tim đau của mọi người. Đây cũng là sự báo hiệu đất nước ta sẽ có một người nhất hô bá ứng, nhất là một, bá là vạn, là điềm lành khi quê hương có một vị chân chúa, một minh quân, hoàng đế xuất hiện. Với một trái tim đau như vậy, thì Đức Quốc Công đã làm gì? Tiếp theo câu thơ thứ ba, thì chúng ta sẽ thấy được cả một sự hy sinh lớn lao trọn vẹn cả cuộc đời của một con người. Hiến dâng tim ốc ươm quy mẹ. Khi chúng tôi nghe từ dâng hiến là trao ra, là đưa lên, nhưng cách đảo ngữ tuyệt vời của tác giả trong hai chữ hiến dâng cho chúng tôi thấy được sự trân trọng dâng hiến, tấm lòng của ngài đối với quê hương đất nước, mà còn có ý sâu xa là hy sinh bản thân của ngài để cứu nguy xã tắc. Từ hiến làm cho chúng tôi thấy ngay một thực tại là có những người sau khi họ chết, họ đã để lại di chúc là hiến xác chết của họ để cho các thế hệ trẻ, các sinh viên y khoa đang được đào tạo thành bác sĩ có một cái xác để mà thực tập. Và nhờ vào sự hiến xác của người chết này mà giúp cho sự hiểu biết xác thực của những bác sĩ hơn sau khi ra trường. Còn từ dân thì chúng tôi nghe trong trường hợp là dân hoa cúng Phật, thì hai từ hiến dâng giúp cho chúng tôi thấy được sự khiêm nhượng, xin dâng lên tổ quốc tấm lòng của ngài bằng tất cả sự tôn kính hiến dâng. Và chúng ta cũng nên nhớ, khi sáng tác bài thơ này, Đức Quốc Công đang là một người đang sống mà đã dám hiến, và không phải là chỉ hiến mà còn cao cả hơn bởi thêm từ dâng, làm cho chúng ta thấy được cả một sự thành tâm và tôn kính mà Đức Quốc Công đã hiến dâng lên tổ quốc. Ngài hiến dâng cái gì? Ngài hiến dâng tim, ốc. Tim, ốc là hai thứ quý giá mà Thượng Đế đã ban cho mỗi con người. Và con người sống được là tim và ốc.
Nhưng Đức Quốc Công đã hiến dâng hai thứ quý nhất của mình, thì có phải coi như Ngài đã tự tế sống mình không? Quý vị có thấy thương và đau đớn cho một sự hy sinh đầy cao thượng như vậy không? Nhưng sự hy sinh này là nhằm để ươm quê mẹ. Có phải là tác giả muốn nhìn thấy được hạt giống tốt được nảy mầm trên mảnh đất Việt Nam không? Nếu hiểu một cách thông thường, thì từ ươm chúng ta thấy Đức Quốc Công rất khiêm cung, coi thân xác Ngài như là phân bón để giúp hạt giống được nảy mầm. Còn nếu nghĩ lên trên một bậc, thì Đức Quốc Công đang vung trồng, đang ấp ủ, bảo vệ các thế hệ hậu duệ như là hình ảnh của một người mẹ đang ôm một bào thai với bao sự yêu thương để chờ Ngài nhìn thấy đứa con khỏe mạnh chào đời. Còn nếu để hiểu một cách sâu xa hơn nữa, thì Đức Quốc Công đang cho một trái tim đầy yêu thương và một bộ óc siêu việt, một kho tàng Ngài dành trọn vẹn hết cho người Việt Nam, cho đất nước Việt Nam và cho cả nhân loại. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Là vì Đức Quốc Công có một trái tim yêu thương đồng bào, yêu thương tha nhân vô bờ bến. Chỉ một vài dẫn chứng trong tiểu sử của Đức Quốc Công cũng đã chứng minh điều này. Qua cảnh con tàu VNKG-0602 chở 524 thuyền nhân lên đên trên biển cả, mà Ngài là thuyền trưởng, đã bao lần gần như hy sinh tính mạng của bản thân để bảo toàn cho bằng được sinh mạng của tất cả mọi người trên thuyền, là một dẫn chứng hùng hồn. Và một dẫn chứng khác là Ngài dám bán đi 25 chi nhánh cửa tiệm Dow Computer và bán luôn cả hệ thống BIOS để giúp đỡ cho đồng bào tại 17 trại tị nạn Đông Nam Á là dẫn chứng thứ hai. Và còn rất nhiều dẫn chứng để thấy được trái tim nồng nàn thương yêu của Đức Quốc Công. Còn nói về ốc thì Đức Quốc Công xuất thân trong một gia đình mang dòng máu của hai dòng tộc có thể coi là đế vương và trung thần nhất của Việt Nam. Dòng tộc bên nội là Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, tức Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo, đã ba lần đánh bại giặc Nguyên Mông, nên Đức Quốc Công đã có trong huyết quản của mình niềm tự hào và cách điều binh khiển tướng và đấu số vô tiền khoáng hậu. Còn dòng tộc bên ngoại của Ngài là đệ nhất khai quốc công thần Nguyễn Trãi, rất giỏi về tài an bang, tế thế, lập quốc và trị quốc. Mà chính bản thân của Đức Quốc Công đã là một triệu phú, từng thành đạt và hết lòng giúp dân cứu nước ngay từ khi 16 tuổi cho mãi đến hôm nay. Bản thân của Đức Quốc Công đã tạo nên những chiến thắng đầy vẻ vang mà không một ai làm được và cũng không dám nghĩ đến. Đó chính là chiến thắng Lạt Bạc Nà Giả Chá của Hồ Chí Minh tại Liên Hiệp Quốc và chiến thắng Tàu Cộng 38.000 tỷ. Ngài đã thành lập được một chính phủ trong một chính phủ. Ngài lại là một người Việt Nam đầu tiên và duy nhất là thành viên chủ nhân Hot Community của Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ. Ngài cũng từng là chủ nhân của hệ thống BIOS, là cơ quan não bộ của tất cả máy điện toán Personal Computer mà hiện nay cả thế giới có hàng tỷ người đang sử dụng mà chưa có ai thay thế được hệ thống BIOS đó. Chúng tôi chỉ liệt kê ra bao nhiêu đó cũng đủ để cho quý vị thấy rằng Đức Quốc Công là người có bộ óc như thế nào rồi. Qua đó, chúng ta sẽ thấy được công cuộc hiến dâng tim óc ươm quê mẹ từ trái tim và khói óc của Ngài, từ một giống tốt lành như thế, thì tất nhiên một ngày kia sẽ tạo ra được một thành quả tốt lành lan tràn khắp nơi. Qua câu thơ sau đây cũng là câu kết thúc đầy hy vọng, tràn trề niềm tin và sức sống của bài thơ: sẽ trổ ngàn hoa thấm ngàn sao. Tất cả sự hy sinh hiến dâng của Đức Quốc Công vì một mơ ước để nhìn thấy được một kết quả của sự phát triển, một sự nảy nở đâm chồi để cho ra những đóa hoa thật vô cùng tươi thắm, và cũng chính là sự mơ ước đem lại cuộc sống ấm êm, hạnh phúc cho đồng bào. Nhưng hạnh phúc này phải là mãi mãi, tức là trường tồn. Qua câu thơ này, chúng ta cũng thấy được cách nhã chữ gieo vần của Đức Quốc Công là một thi hào hiện đại. Vì nếu chữ thấm mà đổi thành chữ thấm, tức chỉ đổi dấu á thành dấu ớ, thì câu thơ đã có nghĩa khác. Thấm
tức là thấm sâu, còn thấm tức là thấm sâu, và chỗ ra hoa tươi thấm tức là đầy sự tự tin và kết quả cho mai hậu. Khi đọc và phân tích để tìm hiểu về bài thơ thì chúng tôi không biết phải nói lời gì đây. Chúng tôi chỉ biết luôn tôn kính Ngài. Sự hy sinh của Đức Quốc Công quá lớn lao và vĩ đại. Ngài không những sẽ lấy lại đất nước Việt Nam, không chỉ lo cho đồng bào có cơm no áo ấm, sống một cuộc đời an lành, hạnh phúc, mà điều đặc biệt là Ngài còn dành một tình yêu thương bao la, một sức sống mạnh mẽ vươn lên cho cả một thế hệ con cháu mai sau. Đối với chúng tôi, mọi thành viên trong chính phủ đều có niềm tin tưởng Đức Quốc Công chính là một vị hoàng đế trong lòng của những ai đã biết hay hiểu được tiểu sử của Ngài. Và Đức Quốc Công cũng chính là một vị Bồ Tát, một vị Phật sống đang hiện hữu thế gian này mà chỉ có những ai chưa biết, chưa hay nên chưa ai nhìn thấy vì chưa hiểu được tiểu sử của Ngài. Chúng tôi là một trong những người rất may mắn đã nhìn thấy được nên đã vinh hạnh được cùng Ngài dấn thân trên con đường giúp dân cứu nước và cứu mọi người vượt ra được ách cộng sản là địa ngục của trần gian. Chúng tôi rất tôn kính và kính cảm ơn những gì mà Đức Quốc Công đã hy sinh. Chúng tôi xin tạm dừng vài dòng cảm nhận của mình qua bài thơ Ước mơ của Đức Quốc Công. Kính cảm ơn Đức Quốc Công và quý vị đã lắng nghe. Trân trọng. Dạ, cảm ơn bài phát biểu của Trung tướng. Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa được xuất bản vào tháng 2 năm 2020, được in thành những quyển sách nhỏ đầy giá trị, đó là Pháp An Dân Trị Quốc. Toàn văn bản của Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa gồm 81 trang, chính yếu dựa trên bản hiến ước lâm thời do Tổng thống Đào Minh Quân lúc còn trọng nhiệm là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã soạn thảo và ký ban hành vào ngày 6 tháng 6 năm 2009, sau đó được Quốc hội khóa 1 thông qua ngày 15 tháng 2 năm 2020 và Tổng thống đã ký ban hành vào ngày 16 tháng 2 năm 2020. Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa gồm 5 phần. Phần thứ nhất, lịch sử hình thành Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Phần thứ hai, đề cương. Phần thứ ba, cơ chế. Phần thứ tư, phụ khoản. Phần thứ năm, ban hành. Trong hiến pháp có gì? Trong hiến pháp có đầy đủ quyền lợi của một công dân Đệ Tam khi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời về nước. Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa được bình chọn và đánh giá rất cao về những lợi ích thiết thực của công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân. Làm sao để có hiến pháp này? Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa được cấp phát miễn phí cho đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước mà không thu bất kỳ chi phí nào. Những ai có nhu cầu xin vui lòng liên lạc Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, Trung tướng Huệ Lâm hoặc Truyền thông Công lý. Chúng tôi sẽ cấp phát miễn phí cho quý vị. Ngoài ra, Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa còn được phổ biến trực tiếp, công khai và rộng rãi qua các kênh truyền thông chính thống của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời như Truyền thông Công lý, Bộ Thông tin, Cục Dân vận, Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân chủ Toàn cầu, Social Networks, Facebook Đào Minh Quân, website chinhphuquocgia.com hoặc vietnamcộnghoa3.com. Trân trọng cảm ơn quý vị đã cùng chia sẻ Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đầy nhân bản này. Trân trọng kính chào Ngài Thiên sứ Đại Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng toàn thể quý vị. Chúng tôi B20233 rất vinh dự là thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Ngài Đào Minh Quân lãnh đạo, với quyết tâm lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Là nhờ vào sự hy sinh tranh đấu không ngừng nghỉ của Đức Quốc Công, Ngài chấp nhận từ bỏ danh lợi tiền tài, hạnh phúc và tuổi thanh xuân để vào nơi sa mạc chịu đựng cuộc sống thiếu thốn, thời tiết vô cùng khắc nghiệt suốt hơn 20 năm để tìm ra con đường giúp dân cứu nước. Dẫu biết rằng khi nhận trọng nhiệm lèo lái con thuyền quốc gia Việt Nam là trở thành tử thù của Cộng Việt,
là chấp nhận tất cả sự chống phá của nhiều thành phần cộng sản Việt gian, của những kẻ thù của dân tộc Việt Nam đến bất cứ từ hướng nào, hình thức nào, nhưng Đức Quốc Công Ngài Đào Minh Quân sẵn sàng chấp nhận. Vì lòng quyết tâm lấy lại đất tổ không làm khổ dân, đất nước Việt Nam của chúng ta không ai bị Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam xâm lăng. Đồng bào Việt Nam phải sống trong cảnh lầm than cơ cực, từng ngày, từng giờ phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách. Cơm không đủ no, mặt không đủ ấm. Tà thuyết cộng sản vô thần do ngoại nhân du nhập vào nước ta qua tên gián điệp Tàu Cộng Hồ Chí Minh đã hủy diệt truyền thống văn hóa đạo nghĩa mà từ hàng ngàn năm ông cha ta để lại. Chúng đã hủy diệt tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam, thế hệ rường cột của nước nhà, tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân tham lam độc ác lên ngôi, người quân tử thanh liêm bị hạ thấp, để rồi dẫn đến tai họa mất nước. Vì sự tồn vong của dân tộc Việt Nam, Đức Quốc Công không ngại gì khó khăn nguy hiểm, Ngài đã đứng ra đảm nhận trọng trách trước lịch sử, phá tan âm mưu cướp nước của Tàu Cộng, khôi phục lại đất nước và khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Được sự tín nhiệm của người dân trên khắp thế giới tham gia bầu chọn Đức Quốc Công Ngài Đào Minh Quân làm tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, đứng ra triệt hạ chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam. Ngài đã tuyên thệ nhận trọng nhiệm tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 11 năm 2018. Căn cứ vào con số trên 8 triệu phiếu trưng cầu dân ý của người dân trên khắp thế giới đã tín nhiệm bầu chọn Đức Quốc Công làm tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, là số phiếu cao nhất, nhiều nhất, tất nhiên trở thành vị lãnh đạo chính danh hợp pháp duy nhất chính thức đại diện cho dân tộc Việt Nam. Đức Quốc Công tổng thống Ngài Đào Minh Quân, vị lãnh đạo tài ba lỗi lạc, yêu nước thương dân bao la vô bờ bến, vị thầy sáng lập ra hệ thống trưng cầu dân ý online an toàn, bảo mật tuyệt đối, giúp cho người dân thể hiện quyền lực mạnh nhất đúng theo công pháp quốc tế và luật pháp quốc gia, căn cứ tụ nghĩa đường nơi sa mạc che chở cho Đức Quốc Công tu thiền định suốt hơn 20 năm, tìm ra con đường đấu tranh cho dân tộc Việt Nam không gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu. Chúng tôi ban trưng cầu dân ý truyền thông công lý đệ tam Việt Nam Cộng Hòa kính mời quý vị truy cập vào đường link www.trưngcầudânýviếttắt.os hoặc www.trưngcầudânýviếttắt.info. Ngoài ra, ban trưng cầu dân ý của chúng tôi nhận hướng dẫn và giúp đỡ quý vị trưng cầu dân ý. Mọi chi tiết xin liên hệ qua email trưng cầu dân ý viết tắt chấm ủng hộ tổng thống Đào Minh Quân amoc@gmail.com và trang Facebook. Sau khi trưng cầu dân ý là quý vị đã trở thành công dân của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi như những gì đã được ấn định trong hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Mỗi lá phiếu trưng cầu dân ý của quý vị là một giọt nước được tích tụ trên đầu nguồn, tạo thành thủy thác công. Nó sẽ cuốn trôi đi cái chế độ tà quyền cộng sản, một chế độ phi pháp làm tay sai cho Tàu Cộng bán nước hại dân. Quý vị còn chần chờ chi nữa, vì cơ hội không bao giờ đến lần thứ hai. Muốn có được cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc, không bị thế giới xem thường thì hãy nhanh tay tham gia trưng cầu dân ý. Chúng tôi trân trọng kính cảm ơn Ngài Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công, kính cảm ơn Quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đã cho chúng tôi thoát khỏi cuộc sống khổ, sống hèn và sống nhục, cho chúng tôi được ngẩng mặt sánh vai cùng bạn bè khắp năm châu bốn bể. Lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ tung bay ngạo nghễ trên quê hương Việt Nam. Trân trọng kính chào. Chúng tôi mời đại úy B20203. Dạ, lãnh chúng tôi B20203 trân trọng kính chào Đức Quốc Công, kính chào tất cả quý vị. Sau đây chúng tôi xin phát biểu về lời cảm nghĩ của chúng tôi về bài thơ ước mơ của Đức Quốc Công: một bước sơn hà một bước sâu, một trái tiên đau vẹn nẻo sầu. Kính thưa quý vị, từ một người chưa đủ tuổi vị thành niên
mới có 16 tuổi, nhưng trái tim Ngài đã đau, tâm tư Ngài đã u sầu. Không phải Ngài u sầu cho bản thân mình, mà Ngài đau, Ngài u sầu cho quê hương, cho quận nước, điêu linh, tăng tối. Để rồi Ngài chưa đủ tuổi, chưa đủ trí, chưa đủ sức khỏe, nhưng vẫn dấn thân vào quân ngũ, rồi dùng quả tiếng quản trị với một ước mơ, một hoài bão, một lý tưởng là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước. Ngài đã hiến dâng tiên ốc ương quê mẹ. Câu thơ trên chúng ta thấy Đức Quốc Công không nói là hiến dâng khói ốc ương quê mẹ, mà là hiến dâng tiên ốc ương quê mẹ. Tại sao Đức Quốc Công không dùng khói ốc mà lại là tiên ốc? Là vì Đức Quốc Công trái tim Ngài đã đau, đã gỉ máu trước cảnh tan hương chết chóc của chiến tranh của dân tộc Việt Nam giữa hai miền Nam và Bắc. Đức Quốc Công muốn hiến dâng con tim lẫn khói ốc, hiến dâng vật chất lẫn tinh thần, thậm chí là hiến dâng mạng sống của mình để ương quê mẹ. Đức Quốc Công đã cho đi tất cả, không đòi hỏi cho mình bất cứ điều gì, để rồi sẽ chỗ ngàn qua thắng ngàn sau. Kính thưa quý vị, đã hơn 1/4 thế kỷ, Đức Quốc Công đã miệt mài hy sinh, chịu đựng biết bao nghiệt ngã đắng cay của cuộc đời để tìm đường giúp dân cứu nước. Tấm lòng tình hương của Đức Quốc Công đã cảm động lòng trời lòng người. Ngài đã trồng cái cây yêu hương, cây trí huệ, đã đến lúc đã chỗ ngàn qua ngàn sau rồi. Đó chính là những người Việt Nam chân chính, luôn mang trong mình tình yêu hương vị tha, nhưng có trí huệ và trí tuệ để phân biệt đúng sai, thiện ác chính tà, luôn kiên cường bất phất và an dũng. Đó chính là tinh thần và hành động của Ngài Đào Minh Quân, là bất khả chiến bại, là bất diệt, là tường tồn, là mãi mãi, đã và đang được Ngài truyền dạy và tôi luyện cho chúng ta. Mỗi mỗi chúng ta sẽ trở thành triệu triệu Đào Minh Quân giống như Ngài, để sẵn sàng tiếp bước và tiếp nói dòng sinh mệnh của đất nước. Kính thưa quý vị, chính ước mơ và niềm tin để tạo nên động lực để chúng ta là mạnh dạn tiến bước tới những chặng đường đầy chông gai thử thách phía trước. Hạnh phúc chính là trên những chặng đường chúng ta đã đi qua để thực hiện ước mơ của mình, cho dù ước mơ hoài bão đó chưa thành hiện thực. Ước mơ của Đức Quốc Công là Ngài luôn luôn mong muốn lấy lại đất tổ, không là khổ dân. Một ước mơ thật cao cả, vĩ đại trong mọi ước mơ. Đức Quốc Công đã nói lên ước mơ của gần 100 triệu đồng bào Việt Nam là không chấp nhận cộng sản. Thứ bốn chữ linh thiêng, không làm khổ dân. Chúng ta hãy bình tâm và suy nghĩ, có người dân nào muốn mình khổ không? Chắc chắn là không. Tuy màu da, thể chất khác nhau, nhưng nước mắt ai cũng mặn, máu ai cũng đỏ, mạng sống ai cũng đáng quý như nhau. Ai ai cũng muốn được sống thái bình, ăn no, hạnh phúc. Đó chính là ước mơ của Đức Quốc Công, cũng như ước mơ của tất cả mọi người trên thế giới. Một đời sống tự do, thái bình, hạnh phúc của thời Thượng Quân Thánh Đức. Dạ, chúng tôi có vài lời nhận định về bài thơ ước mơ. Dạ, chính thưa ông Đức Quốc Công và tất cả quý vị đã lắng nghe. Nguyện xin Thượng Đế, Trời Phật, Hồn Thiên Sông Núi, xin gia hộ, độ trì cho đại nghiệp giải hải cộng sản, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, sớm thành công viên mãn. Dạ, chúng tôi xin hết. Dạ, cảm ơn đại úy. Tiếp theo chúng tôi mời đại tá B21179. Chúng tôi B21179 xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và toàn thể quý vị. Chúng tôi xin chia sẻ cảm nghĩ của mình về bài viết Một ước mơ của Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Kính thưa toàn thể quý vị, không có tình yêu nào thánh thiện cho bằng tình yêu thương tha nhân, đồng loại, và không có sự hy sinh nào cao cả cho bằng sự hy sinh thân mình cho quốc gia, dân tộc. Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã dấn thân và lan xả vào tiền đồ của Tổ quốc, cũng như sự tồn vong của đồng bào Việt Nam thân yêu. Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã dấn thân vào chinh chiến khi tuổi đời còn rất trẻ, 16 tuổi, 16 trăng tròn, tuổi đẹp nhất của đời người. Chúng tôi còn nhớ nhạc sĩ
ca sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh đã cảm tác nhạc phẩm 16 trăng tròn để nói lên những tâm tư của những chiến sĩ gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi tuổi đời 16 tuổi. Kính thưa toàn thể quý vị, Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã lăn xả trong lửa đạn của chiến tranh, một cuộc chiến tranh bắt buộc của quân và dân miền Nam để tự vệ trước quân thù khát máu và hiếu chiến. Bọn Cộng sản Việt Nam và âm mưu xâm chiếm toàn bộ của bè lũ Tàu Cộng phương Bắc. Cuộc chiến đó là một cuộc chiến oai hùng, kiêu hùng nhưng cũng bi hùng. Nó kết thúc với tháng Tư Đen năm 1975. Miền Nam rơi vào tay Cộng sản và chúng ta đã thấy rằng chiến tranh đã qua đi 47 năm nhưng quê hương Việt Nam vẫn không có thanh bình, dân tộc vẫn điêu linh, người dân Việt Nam vẫn phải khốn khổ, phải đọa đày. Ba dòng máu đỏ, Bắc, Trung, Nam, máu vẫn chảy trên toàn đất nước, nước mắt vẫn rơi, tiếng oán than cũng lên tối tận trời xanh. Không như những gì mà bè lũ nhân danh Trường Kỳ kháng chiến đã dối trá. Những cái chết trong chiến tranh trước đây, ngày hôm nay được thay thế bằng những cái chết vì bệnh tật do ăn phải thực phẩm tẩm thuốc độc của Tàu Cộng, những cái chết vì đòn roi gông cùng tàn nhẫn và độc ác trong các nhà tù của Cộng sản, những cái chết oan ức, những cái chết bí hiểm trong đồn công an, trong phòng điều tra xét hỏi và phía sau song sắt của bọn điều tra hình sự của Cộng sản Việt Nam, những nhục hình tàn nhẫn, những bản án bất tử người lương thiện là minh chứng cho lối cai trị độc tài, độc ác, tàn bạo, vô lương của bầy đàn Cộng sản Việt Nam. Việt Nam không hề có thanh bình, lương dân bị cưỡng bức, nhà cửa, tài sản, đất đai bị cưỡng chế, bị cướp bóc. Việt Nam không hề có nhân quyền, không hề có cơm no áo ấm như các cơ quan truyền thông bất lương xảo trá tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trung úy Đào Minh Quân cũng như tuyệt đại đa số quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30 tháng 4 năm 75, Trung úy Đào Minh Quân cũng bị bắt tù đầy những năm tháng bị đày ải khổ sở trong ngục tù Cộng sản. Có lúc ngài đã bị suýt bị chết đi trong nhà tù cũng chỉ vì ngài muốn nhường phần đường cho một đồng đội, và tên cai tù đã thúc bán súng AK để ngài phải gãy xương sườn và chuẩn bị ngài vào cô nét. Rồi bỏ đó, sau những ngày tháng tù, ngài và phu nhân cũng dắt díu nhau đến được bến bờ tự do Hoa Kỳ, thiên đàng của những ước mơ và hưởng thụ. Nhưng Đức Quốc Công Đào Minh Quân, ngài không hề có được thanh thản trong lòng. Nhìn về quê hương, nhìn về tổ quốc đã bị mất, nhìn đồng bào con bị kẹt lại với công cùng cộng sản. Mỗi người chúng ta sinh ra đều có một trái tim, nhưng trái tim của ngài Đào Minh Quân đã phải thổn thức, phải chất chứa vạn nẻo đường u sầu thương cảm, buồn cho quê hương đang tan nát giữa gốc dân dày xéo của bè lũ bán nước hại dân Cộng sản Việt Nam. Trái tim đó buồn thổn thức cho cả một dân tộc phải chịu bức hại, buồn cho đồng bào lương dân phải sống một kiếp sống điêu linh thống khổ. Hết năm này qua năm khác, bao mùa đông tàn rồi xuân đến, những mùa xuân đến rồi xuân lại đi, những mùa xuân không tiếng pháo, những mùa xuân không hề có nụ cười, xuân lặng lẽ im lìm chịu đựng. Những mùa xuân thật sự đã chết từ tháng Tư Đen năm đó, một trái tim đau và nẻo sầu. Kính thưa quý vị, trong đời thường của chúng ta, người đời thường cố gắng moi tim moi óc ra để làm sao thực hiện cho bằng được ước mơ vật chất đủ đầy. Họ ước mơ, họ moi tim óc để làm sao cho gia đình của họ được phủ phê hạnh phúc, không cần biết đến những người xung quanh. Nhưng Đức Quốc Công Đào Minh Quân lại cố moi tim moi óc để tìm đường cứu nước. Ngài cố moi tim moi óc vận dụng trí tuệ tim óc của mình để tìm phương khôi phục cho quê cha đất tổ, để tìm con đường đánh bại Cộng sản, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Những điều tốt đẹp nhất, thánh thiện nhất
cao thượng nhất của ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, ước mơ sẽ trổ sinh muôn ngàn hoa thơm lá thắm tô đẹp cho tổ quốc Việt Nam. Những ước mơ hạt giống ngài gieo mầm sẽ mạnh mẽ đội đất sừng sững vươn lên giữa bầu trời khắc nghiệt, để từ đó làm cho quê hương Việt Nam được phục sinh trong một đời sống mới. Cầu chúc cho những sự hy sinh, những dấn thân cao cả, thánh thiện và ước vọng hoài bão của ngài, những mùa xuân Cộng hòa sẽ trở lại, những mùa xuân với pháo nổ rền vang và tiếng trẻ thơ vui đùa trong nắng ấm, nước mắt mừng vui, tiếng nói cười rộn rã khắp xóm làng. Xuân bao la là mùa xuân yêu thương, xuân Cộng hòa rạng rỡ, Tổ quốc Việt Nam Cộng hòa bừng sáng giữa trời đông, hòn ngọc Viễn Đông Sài Gòn sẽ theo mùa xuân Cộng hòa trở lại. Thân ái và trân trọng, chúng tôi B21179 đã chia sẻ cảm nghĩ của mình về bài viết Một ước mơ của Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Xin cảm ơn Đức Quốc Công Đào Minh Quân, xin cảm ơn Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và toàn thể quý vị đã lắng nghe. Trân trọng. Cảm ơn đại tá. Tiếp theo chúng tôi mời đại úy B21214. Dạ, nhìn năm, kính thưa Đức Quốc Công Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Việt Nam, kính thưa Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và tất cả quý vị. Hôm nay tôi cũng nói lại đôi dòng cảm nhận về bài thơ Ước mơ của Thi Hào Nam Quán. Thì nói chung là trước khi mà Đức Quốc Công đã chào đời ngày 16 tháng 9 năm 1952, thì có mặt của Đức Quốc Công trên thế gian này thì khi đó là đất nước đã lọt vào tay của Tàu Cộng rồi. Thì nói mọi điều đau khổ với dân tộc Việt Nam, tuy là đất nước còn phân chia hai miền Nam Bắc, nhưng mà ngấm ngầm là đã mất vào tay Tàu Cộng đã lâu rồi. Đây là mối thù truyền kiếp của dân tộc, chưa bao giờ buông xả cho dân tộc Việt Nam. Nhưng là vì dân tộc Việt Nam mình ra còn có phước mà có ngài Tổng thống Đào Minh Quân, người mà được ân điển của Thượng Đế Trời Phật. Thì trong bài thơ mà Ước mơ của ngài thì đấy là một hiện thực. Thì sau khi đội học hành, ngài gia nhập quân đội khi 16 tuổi rồi nè. Thì đến khi bị tù đày ở trong nhà tù, thì đến khi trên đường vượt biên là trên đường cứu nước mà qua đến đất Mỹ á, thì nói chung ngài phải núng chỉ đấu tranh cho quốc gia dân tộc. Nên cái bài thơ Một bước sơn hà mà văn phòng thường trực của Bộ Tư lệnh Chiến lược đưa ra là phải nói bài rất sung kích. Một bước sơn hà ở đây là khi ngài được qua bên Hoa Kỳ rồi, là sơn hà xã tắc là phải nói núi sông và đất nước, là một bước sâu là khi đã rời quê cha đất tổ đó. Nói chung là một bước sơn hà, một bước sâu, thì trong nơi mang ý nghĩa của một vị là quốc vương chứ không phải là một nhà thơ bình thường. Nên khi ngài đã dẫn sâu vào rồi thì bây giờ chỉ có trái tim ngài đau thôi. Đau là vì sao? Đau là nỗi nhục mất nước. Nói chung là bị cộng sản ở tàn tháo sau 30 tháng 4 năm 1975 là hắn cướp toàn miền Nam luôn. Nỗi đau đây là nỗi đau chung của dân tộc và nỗi nhục của mất nước đã bị bọn cộng sản, nhất là cộng sản Tàu Cộng và bọn tay sai ta quyền cộng sản Việt Nam thì bây giờ tan phá hết rừng vàng biển bạc và luân thường đạo lý của một dân tộc hùng hoài, phải chịu cúi đầu làm nô lệ và chịu ở tù trên chính quê hương mình. Trai thì lao nô, gái thì bản thân nuôi miệng để giúp đỡ gia đình, tạo cho một lớp thanh niên là ăn chơi trác táng nghiện ngập đến bần cùng. Bần cùng thì sinh ra đạo tặc. Con người Việt Nam hôm nay nói chung là thờ ơ vô cảm, không còn biết gì đến là quê cha đất tổ nữa, đang chết bên bờ diệt vong mà không hay biết cái gì hết cả. Còn tôn thờ Hồ Chí Minh, một thằng thổ phỉ Vân Nam Trung Quốc, siêu quân lĩnh là cha già dân tộc. Nói chung là nội nhục quá nhục, không biết làm sao được. Tại chính ngày đau, ngày nghỉ về vàng niệu sâu, bao nhiêu cái chuyện mà ngày đau lắm chứ không phải là chắc kể ra mới đó là một ví dụ thôi. Cho con bao nhiêu cái nỗi đau nữa mà ngài đã cảm nhận được. Thì bây giờ không biết làm sao nữa, trong tay ngài thì một mình ngài thôi. Thì bây giờ dân thì chưa đoàn kết nè. Rồi là chính người hải ngoại qua bên kia thì họ cũng có tính, có ốc, có văn, có hóa đang hoang. Nhưng mà họ đâu có nghĩ quốc gia dân tộc nữa đâu. Họ có như là đem cái tính ốc của họ để họ bồi đắp cho gia đình họ mà thôi, chứ không còn nghĩ quốc gia dân tộc. Thì họ nhận quốc gia đó là quốc gia thứ hai rồi, nên không ai vượt qua ngài được. Nên như ngài phải chỉ từng đêm vò vò, ngài phải chỉ dưỡng kiếm ốc. Tiếng ốc của ngài đấy là bằng sách lược, bằng trí tuệ, trí huệ của ngài.
ngài hiến dâng hết tất cả, ông nói đấy của cải tiền tài danh vọng vợ đẹp con ngoan, thế nên ngài đã là triều phú rồi. Đến năm 90 là ngài là thành viên chủ nhân của Đảng Cộng Hòa, một vị trí quan trọng cũng đề nhất Hoa Kỳ rồi. Nên nhưng ngài buông bỏ hết tất cả là vì ngài đem cái tấm yêu thương quốc gia dân tộc, ngài thấy quá đau khổ đi, ngài suy nghĩ là bây giờ mình sướng mà dân tộc mình quá đau khổ đi. Đó một điều phải nói là trân trọng một vị thánh nhân chứ không phải một người tầm thường như ngài được. Nên như chúng tôi mới nói rằng những bài thơ của ngài là thể hiện cái cõi lòng của ngài, mà ngâm hoặc là đọc thì nói chung là không ai cũng nao nao trong lòng, cùng nỗi buồn và cảm xúc về tất cả. Nếu như ngài hiện dân kim bóc đây là bằng sách lược của ngài, bằng phải nói trí huệ của ngài, ngài đã tìm ra một cái con đường nào mà giải thoát dân tộc là bằng cuộc cách mạng tâm trí. Trong học thuyết tranh dân chủ vào năm 87 là ngài đã đưa ra là con đường hòa bình của nhân loại bằng học thuyết tâm trí này là tránh cán qua một cuộc chiến tranh máu đổ lệ rơi cho dân chúng mà có thể lấy lại đất nước. Phải nói là ngài quả siêu việt, thì đức hy sinh của ngài và đệ nhất phu nhân thì phải nói đó là một ảnh hưởng soi cho toàn cầu nữa, mà một tấm gương cho loài người trên thế giới này phải nhìn theo thôi. Nên ngài hiện trong kim bốc là ngài phải biết trước mình phải đem cái trí tuệ thị về ra để mà ươm ở đây là ươm răng, ươm cho quê mẹ là những cái tinh hoa của những con người Việt Nam chân chính. Đó là một cái tinh hoa thôi, những người Việt Nam chân chính hiểu thấu đáo là biết rằng là kẻ thù của mình là ai, vì mất nước là do đâu. Nên như có nhiều người bây giờ còn mơ hồ quá, còn thờ ơ vô cảm, bây giờ làm cho cộng sản không biết gì nữa là hết rồi. Nhưng nhất định là sẽ trổ ngàn hoa, ngài đã biết được cái này là thắm ngàn sao. Thì bây giờ loài hoa ở đây là cái tinh hoa của ngài, ngài ban cho những người Việt Nam chân chính, những người mà có lòng yêu nước Việt Nam. Còn những loài người mà vô cảm thờ ơ mà coi mình bây giờ là sung sướng rồi, không kể cái quốc gia dân tộc nữa, đó là những người họ là vô cảm, mà đa số như vậy thôi. Trong quốc nội thì bị kèm kẹp, hải ngoại thì bây giờ cũng nhiều người thờ ơ vô cảm thôi. Nên chứ cái bài thơ mà càng đọc là càng thấm thía của một vị, phải nói là vị thánh nhân chứ không phải là một nhà thơ mà đơn lẻ đâu. Nên như ngài phải hiến dâng tín mốc ương quê mẹ, cái tín mốc trí tuệ của ngài không phải đơn giản đâu. Những cái chiến thắng của ngài mang lại trong học thuyết tranh dân chủ mà ngài đưa ra năm 87 đó, ngài không làm thì ai làm đây? Và phải nói là chỉ có ngài mới làm được. Thì bây giờ tôi nói là trong cái bài thơ này đọc ra phải nói là cái ý nghĩa sâu xa của ngài gọi gọn trong 68 chữ này thôi, mà giá diệt diệt giá đấy. Đó, một mình ngài thôi. Tôi nói một mình ngài sau đi, phải nói những tín hoa là những thành viên trong chính phủ và bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc, còn những thành viên trong chính phủ là những người chiến chính yếu nữa cùng với ngài. Thì ngài đã tiến liều được một bước xuân hà, bước quá sâu rồi. Nhưng mà ngài nghĩ là vàn nẻo sâu ở đấy không phải là nói chung là người dân mất nước rồi nên phá nát hết tất cả là do bọn chủ nghĩa ta quyền cộng sản Việt Nam tay sai. Thôi bây giờ nói Việt Nam tay sai không có phải Việt Nam tay sai đâu. Bọn này là do hành lái giống hết này, cha tao mẹ Việt hết. Âm mưu còn như thế này, hành lái giống là lấy mẹ thì tên Việt mà cha là con tao hết. Tôi nói là con tao không phải người Việt mà như thế. Hồ Chí Minh là con tao rồi. Rồi bây giờ Nguyễn Phú Trọng rồi Tô Lâm rồi là Tô Vĩ Dứa. Mấy tay sau đi là toàn tao ấy. Chứ bây giờ nói trong Việt thì đến toàn tao còn lái giọng âm mưu thủ đoạn lâu năm rồi. Nên như từ đó mà chúng ta mình thấy là cái bài ước mơ năm 1999 là phải nói là đấy là văn học. Thì nội lòng của ngài đó, mà ngài một mình ngài mà xả thân như thế, thì chúng nó khi chiến trường còn kỳ thôi đó. Là cùng một mình ngài một sĩ quan nhỏ mà quý là có bệnh phiền trong người mà làm được rất nhiều việc, là con là trưởng toán chính xác lắc thay gơ cọp đen này nữa. Đi không tiếng về không lời là ngài vẫn lăn xào về hơi thể tất cả. Ngài là bắt tên Lê Duẩn là mùa thu là năm 72 nữa rồi là ngài rồi. Lén vào những cái lô cốt trong cổ thành Quảng Trị, ngài mới biết được là cái bọn cộng sản này xiên chấn của người vô khẩu Đại Liên hoặc là cổ pháo đấy. Nên phải nói là ngài quá anh dũng ấy. Rồi là ngài phụ trách thì tướng tìm phát thanh vùng Hòa Tuyến, rồi là tượng ban năm chiến tranh chính trị, rồi là ngài huấn luyện cho 54 chiến sĩ thành 1, một người thành 54 người. Ngài bảo vệ cho đến cái ngày 28 tháng 3 năm 1975 là an toàn vô sự hết. Toán chính xác này không phải là tự vi là thường xét đâu. Ngài phải bám sát lưng địch để nắm này, cái thằng tướng chỗ nào là vũ khí hậu cần ra sao này, mới biết được mới báo là cấp trên nhé.
rồi là bị bắt hai lần. Từ chỗ đó vô ở tù, ngài cũng huấn giáo cho anh em hết, kể cả cán binh của cộng sản luôn. Nên cái từ cái chỗ mà nói cái miếng đường mà ngài chia năm cổ phần và vì phần ăn năm người trong tù nữa, là hành vi tức ngài cái là ngài đã làm hai cái lâu đài thì nãy hai lần. Một lần đầu là hắn nói là tao sẽ ném cho mày chết, tao không cần bắn súng nữa, cho mày một thằng một tròi một viên gạch là mày chết rồi nè. Đó hắn thu, nhưng mà ngài đã làm được nhiều việc này. Ngài bày về cho anh em hết rồi là văn nghệ văn lương nói chuyện quá về cộng sản phong đô là ngài nói chung cảm hóa được hết tất cả. Rồi từ chỗ đó ngài làm người thầy thuốc này, chữa bệnh cho con, nói chung mọi điều này nhé. Nhưng cái thu nhất là cái lâu đài thì nại thứ hai này này, bây giờ là kèm sát ngài luôn. Thì cái miệng ăn mà cục đường chia năm đó là bây giờ năm phần ăn mà cục đường quá nhỏ mà chưa mà chia năm làm sao. Là nhường nhìn là ngài nhìn đi, chia bốn ra một cái thằng quảng tu đó chơi ngài một cái bằng súng, ngài gãy xương sườn đưa vô trong cuốn đất nhốt. Ngài cũng khổ đau lắm chứ, nhưng mà ngài là vì được ơn trên bao bọc và che chở thôi. Nằm một mình trong cuốn đất mà bảy ngày rồi, ngài cũng thấy nỗi đau tâm hồn thể xác đủ thứ. Vì nhờ đồng đội cái miếng cơm ăn ngài nhắc đến đó, mình cũng thấy nỗi lòng. Rồi ngài vượt ngục, rồi ngài cũng gặp bao nhiêu cái chuyện, nói chung là cũng may mắn cho ngài nhiều cái. Nhưng rồi đến khi mà ngài tin xuống chơi câu muối này, rồi làm việc được gặp phải nói cũng quý nhân giúp đỡ cho ngài, rồi trên chiếc tàu mà VN0602 524 người ngài báo hết tất cả, vừa người thuyền trưởng vừa là tài công chiến do nơi ngài hết. Thì bây giờ 524 thuyền nhân cũng qua đến bến bờ tự do thôi, mà biết bao nhiêu thăng trầm 14 lần được bài tập. Phải là ngài là một vị thượng đế và tây Phật thôi, còn người đời không bao giờ mà chịu đừng báo bọc như thế đâu. Nhưng mà mỗi câu chuyện là mỗi bài học và mỗi câu chuyện là nhọc mắt. Thì năm mùa xuân đến rồi, câu mong sao cho ngài và đệ nhất phu nhân cùng quý quyến nói chung là được tổng trong hồng ảnh của thượng đế và trời Phật tất ngài về bình an sức khỏe để còn dẫn dắt cho dân tộc này đi đến một cái con đường mà ngài đã tự tạo tự lập ra. Thế chúng tôi cũng nói là cảm nhận trong bài thơ một bước thân hạ, một bước xấu, một trái tim đau và nẹo sầu, diễn dân tim ốc ươm quê mẹ sẽ tổ ngàn hóa thẩm ngàn sâu. Đó là cái bài ước mơ của ngài hôm nay là thành hiện thực. Đầu năm mới của những chúc cầu ơn thượng đế trời Phật và hồn thiêng sống núi cho gia đình ngài luôn sống trong hồng ân của thượng đế trời Phật và hồn thiêng sống núi, và kính chúc ngài và đệ nhất phu nhân được bất niên giai lão bằng án mạnh khỏe và quý quyến đại Việt chi gia vui vẻ đầm ấm hạnh phúc và vàng sự như ý. Dạ, xin cảm ơn ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và Bộ Tư lệnh Chiến lược toàn quốc và quý vị đã lắng nghe. Xin trân trọng kính chào. Dạ, cảm ơn đại úy.
Chúng tôi, Trung tá B20038, trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân. Kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng toàn thể quý vị. Chúng tôi trân trọng kính hát tặng đến Đức Quốc Công và đệ nhất phu nhân kính mến cùng quý vị một tuyệt tác phẩm của thi sĩ Anh Thương dưới bút hiệu Nam Quán. Đó chính là Ngài Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, Đức Quốc Công Đào Minh Quân, kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta. Tuyệt tác phẩm được mang tên Nối Nhịp Trùng Dương. Chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống và phu nhân quý vị cùng lắng nghe. Mười năm qua anh phiêu bạt sườn gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lên đến trôi theo dòng mền bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muôn trùng. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau tròn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rưng rưng cuộn sóng, ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dợp bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhiệt thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Mười năm qua anh phiêu bạt sườn gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lên đến trôi theo dòng mền bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muôn trùng. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau tròn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rưng rưng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp âu nỗi hồn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dợp bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày trong mơ ngày sông núi đợi chờ, ngày trong mơ
ngày sông núi đợi chờ. Chúng tôi, Trung tá B20038, trân trọng kính cảm ơn Đức Quốc Công, Đệ Nhất Phu Nhân kính mến và quý vị đã lắng nghe. Trân trọng. Phải dễ công thì thân nhân ta mới yên mồ ấm mã, phải dễ công thì nhân dân ta mới thoát cảnh đầu đường xó chợ, phải dễ công thì bà con ta mới có ruộng vườn canh tác, phải dễ công thì chương hưởng ta mới thoát khỏi buồn gông tù tội nhục nhã, phải dễ công thì mới cứu được đồng bào ta trong các trại tị nạn, không biết đi về đâu, chỉ chờ mong từng giờ, từng ngày, mong khi đất nước thoát gông cùng cộng biệt, để được trở về quê hương, nơi chôn nhau kết súng. Ông thì con cháu mới được học hành thành tài đến nơi đến chốn. Phải dễ cộng thì những người già yếu bệnh tật thân thế cơ di quả phụ mới được chăm lo an ủi. Phải dễ cộng thì nhân dân ta mới có cơm no áo ấm. Phải dễ cộng thì dân tộc ta mới tiến lên trên thế giới. Phải dễ cộng thì tương lai đất nước mới vinh hoa. Chỉ có người Việt Nam chúng ta mới quyết định được phương mệnh của tổ quốc mình. Chỉ có người Việt Nam chúng ta mới quyết định được chế độ chính trị và tương lai của đất nước mình.
Giờ này ngày xưa trên quê hương tôi bão tố tơi bời, mẹ vượt đại dương ra khơi lênh đênh trên chiếc thuyền con. Chị vượt đèo cao qua bao gian lao thân xác hao mòn, còn lại người cha chung thân đêm đen trong chốn ngục sâu. Và giờ đàn con ngây thơ năm xưa đã lớn khôn dần, một lòng vì dân nói thương ông cha đúng chí tài trai. Nguyện cùng ngày mai tương lai non sông không màn đêm tối, nguyện cùng hồn thiêng anh linh năm xưa gục chết trong tù. Một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới tươi màu, vang vạn lời ca, ca vang bao xa hai tiếng tự do. Người người tự do cho quê hương ta thay màu áo mới, nụ cười thật tươi trên đôi môi em hằn vết khô cằn. Giờ đàn con ngây thơ năm xưa đã lớn khôn dần, một lòng vì dân nói gương ông cha nung chí tài trai. Nguyện cùng ngày mai tương lai non sông không màn đêm tối, nguyện cùng hồn thiên anh linh năm xưa gục chết trong tù. Một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới thay màu, màu cờ tự do tung bay bay cao, cao vút từng xanh. Người người tự do cho quê hương tôi xanh cùng thế giới, rằng người Việt Nam dân tôi hôm nay đầy những anh tài. Người người tự do cho quê hương tôi xanh cùng thế giới, rằng người Việt Nam nơi đây hôm nay đầy những anh tài. Việt Nam ơi. Chuyên mục vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Kính cảm ơn Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng toàn thể quý khán giả đã xem và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng kế tiếp trên trang fanpage và YouTube của Truyền thông Công lý. Kính chúc Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng quý khán giả xem đài an lành, hạnh phúc, thành công trong công việc và cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chia sẻ video của Truyền thông Công lý để giúp cho nhiều người cùng biết đến sự hiện diện và tiếp nối trở lại của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Thân ái, chào tạm biệt. Hãy ấn đăng ký, like, share và chia sẻ để ủng hộ cho kênh cũng như để nhận những video mới của chương trình. Chân thành cảm ơn.
tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam. Trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô tham tàn, chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô than tàn, chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung rừng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân.